nghĩ gì, không cần phải nói ra làm chi, câu chuyện này cứ như vậy đi, phân tích em làm gì, mình nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu, dù không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn không phải tình bạn, dù có lẽ sẽ không dài lâu, nhưng ta sẽ thật đậm sâu, mỗi tình này không cần định nghĩa gì đâu, đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu, đôi ta biết bao nhiêu, khi có người luôn chiều. Hôm nay ba anh em chúng tôi là ba chú ông chăm chỉ phúc mật. Hồi nãy giờ tôi đi kiếm người chích mà chưa thấy. Tại cái tổ của tôi bị phá. Không, ông mình là ông dễ thương. Ông mình chỉ đi hút mật và đem lại mật ngọt cho đời thôi, chứ không có chích mang nọc độc tới cho người ta. Thưa quý vị, vì sao ngày hôm nay chúng tôi làm một hoạt cảnh ban đầu như thế này? Vì chúng tôi muốn cùng quý vị có một khoảng thời gian ngắn buổi tối hôm nay để chúng ta cùng trải nghiệm một cuộc sống thiên nhiên, một cuộc sống nó muôn màu muôn sắc và một cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn, một ngôi vườn có những âm thanh vui nhộn và một ngôi vườn đầy ắp tiếng cười buổi tối ngày hôm nay. Đây chính là những thông điệp mà chương trình Bảy Nụ Cười Xuân muốn mang tới cho quý vị buổi tối đây. Cảm ơn quý vị. Và đây là hai chú ông chăm chỉ hút mật đem lại nhiều tiếng cười cho đời. Và chúng tôi cũng có những bạn bướm. Ông là phải đi với bướm. Ông bướm. Ừ, chúng ta nói là ông bướm mà. Có một con diều hâu nha. Có gì kỳ vậy? Ừ, không hiểu sao hai con bướm mà đi chung với một con diều hâu. Kỳ vậy ta. Ừ. Bay ngang qua gió quá trời. Bay ngang qua gió quá trời, tôi không biết con cú hay là con diều hâu nữa. Xin mời Ninh Dương, Lan Ngọc. Rất dễ thương. Trời ơi, đây mới đúng là bướm nè. Bướm hồng, đúng không? Xinh xắn, dễ thương, khuôn mặt đẹp. Trời ơi, nụ cười đẹp. Mắt long lanh, dáng gọn, thon thả, tươi sáng. Yeah. Sao con người đó là gì bạn biết không? Là gì? Là một cô gái đầy sự toan tính nhưng vụng về. Nhưng vụng về. Toàn tính trong trò chơi đó quý vị, mà vụng về mà bị chơi thua hoài. Chúng tôi xin giới thiệu một con bướm bay một đường xa xôi, một quãng đường dài vượt qua cao tốc từ Cây Lậy lên thành phố Hồ Chí Minh. Thúy Ngân. Trường Giang có đi ra ngoài miền Trung á, ở trong một cái khu safari thì có một cái nhà ta nuôi bướm. Loài bướm là loài sống không được lâu. Hình như bữa đó nghe cô hướng dẫn nói là hai mấy ngày là chết. À, loài bướm á. Rồi, vậy là xin báo động. Nghe bướm này còn sống nè, bướm này sắp lè chắc sắp chết. Và thưa quý vị thì cổ cũng nói là, nhưng mà thưa anh Giang, có những loài bướm đột biến gen sống mãi với đời. Là bướm bà phải không? Là một loài bướm trường tồn với thời gian. Làm bị dạ. Trời ơi đó. Thấy không? Ông là phải đi với bướm. Ông bướm. Ừ, chúng ta nói là ông bướm mà. Có một con diều hâu nha. Có gì kỳ vậy? Ừ, không hiểu sao hai con bướm mà đi chung với một con diều hâu. Trời ơi đó. Thấy không? Trời ơi đó. Thấy không? Con bướm mà bay với con cú thì trời. Bướm này là lớn là mình phải đánh. Mà thưa quý vị, không biết là do sự sắp xếp hay sự tình cờ mà hai bộ đồ của hai bạn vừa rồi nó đẹp quá. Qua tới Lâm Vĩ Dạ thì một bộ đồ nó mang màu sắc ẩn dật. Không phải, mấy em kỳ lắm. Mỗi lần mà có bao đồ là mấy em lựa đồ đẹp mặc hết luôn. Tụi em đấy lại cho em mấy không bộ. Không phải là lựa, nhưng mà tại vì người ta bận vô người ta đẹp. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta chào đón một bạn bướm xinh xắn đến với chương trình. Xin mời Siêu Bảo Minh Tú. Đây, mời qua đây luôn. Để tôi qua đây được chứ, tôi đứng đây tôi không ngại. Mời Ngân qua đây luôn. Bướm nhỏ. Đó. Đây, hai đội. Chúng tôi có nhiều hộ gia đình sống ở những hộ bướm và ông khác nhau. Đây là hệ thống cư dân quận nhất. Hệ
đón cư dân ven sông Nhà Bè. Nói chơi vậy thôi chứ nói đó, có em ở trong đó nữa vậy? À quên ha, qua đây luôn cưng. Đây là những hộ dân sống ở chung cư cao cấp lên mắt dạng vậy. Chị mới qua là chị thay đổi thái độ liền luôn á hả? Đây là khu vực đang giải tỏa mà chưa giải tỏa xong. Nói chơi vậy thôi chứ thực ra cuộc sống mà quý vị, đẹp là từ trong tâm hồn đẹp ra. Dạ đúng. Chứ không phải là đẹp nhan sắc bên ngoài. Nếu trời cho nhan sắc bên ngoài là mừng, nhưng cái nhan sắc từ trong tâm đi ra nó sẽ vĩnh viễn theo thời gian. Làm gì anh Lân? Tâm hồn chưa đẹp. Thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình 7 nụ cười xa. Cầm qua kia đi. Cầm qua kia đứng đi. Cầm qua kia đứng đi. Cho đổi hình đẹp. Em lại cho mình chạy. Chạy thế giới hả? Cao ở trên. Cao ở trên. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Và ngày hôm nay chào đón siêu mẫu Minh Tú, một người rất thành công ở lĩnh vực mẫu. Hậu. Không, mẫu thiệt mà không những là thành công trong nước mà còn ra ngoài quốc tế nữa. Thôi đừng có VR gì sợ. Không, nói thật lòng mà. Anh là một người rất là ngưỡng mộ em, một người cá tính rõ ràng trong giới siêu mẫu. Anh là câu trước còn câu sau là anh chặt em phải không? Nghiêm túc. Thì ngày hôm nay là đến với chương trình lần đầu tiên đúng không? Dạ không, lần thứ hai. Lần thứ hai. Sao Ngân tính nói gì? Dạ cho em xin phép đổi chỗ rồi, em nhìn qua nhìn lại em mệt. Má này thiệt. Câu chuyện đang vui. Bé Ngân muốn đổi qua anh Vinh. Em có đọc báo, em có thấy đọc báo. Thì chắc là vậy. Rồi, bây giờ hỏi Tú này, cái cảm xúc lần thứ hai trở lại với chương trình như thế nào? Dạ hồi hộp anh, tại vì lâu rồi em không có được tham gia chương trình game show và đây là lần thứ hai em trở lại với 7 nụ cười xuân, cho nên là gặp rất là nhiều anh chị lạ ha cưng, hay là không có lạ nhưng mà dữ á. Dữ hả? Ở đây đâu có ai dữ đâu, có bên kia gian manh chút xíu thôi. Ơi bé, em xin lỗi mình vậy, nói chị á chứ không phải nói em đâu. Nói bên kia gian manh thì còn ai là gương mặt đại diện tốt hơn em. Đúng không? Thì bây giờ một câu hỏi đặt ra cho Minh Tú là nếu được về đội thì mình sẽ chọn những thành viên nào? Em chọn anh Vinh, anh Luật. Vì sao? Tại đặc biệt. Người ta nói đặc bên biệt. Này gian manh mà người ta chọn đội là thấy người ta rất là thông minh. Đâu, rồi. Gian manh là bên đây nói chứ Tú đâu có nói. Đúng rồi, em đâu có gian manh không. Nhưng mà vì sao chọn Trư Thế Vinh và Tiến Luật? Tại vì em nghĩ là sẽ chơi game, mà chơi game thì cần một người có chiều cao nó bằng bằng với em. Còn anh Luật thì anh có trí tuệ. Dù mà chơi mấy cái game gì mà phải dính đồ lên người á thì ông có tóc ít tóc. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Em cho nó nói vậy anh không sao hết. Không sao. Anh chịu được mà cho hay cuộc đời này anh. Nói chi lời oán than. Người ơi tại sao hôm nay em đành nói ra quá đau. Cuộc đời này anh bị nhiều cái đắng cay còn hơn như vậy nữa. Ôi em không chấp nhận được luôn. Mấy thì em nói thì anh chửi thì em. Anh chửi anh đánh anh đập. Người ta nói cũng sao nhưng mà khi mấy em nói tôi lại càng đau hơn. Vì sao? Cái thái độ của Tú là khi Tú nói câu đó xong Tú nói là à đừng giận em nha. Còn khi mà các em nói, các em nhìn cánh mắt các em, các em coi thường tôi. Thôi để cho tạo tính công bằng mình bốc thăm nha. Đúng rồi bốc đi, cô cũng hy vọng là tôi được về đội của Tú. Trời ơi thiệt nhớ nha. Nếu mà anh về đội của tụi em thôi không phải gọi em. Trời anh về đội của Trí Ngân và Lan Ngọc. Trời ơi. Dễ trời gì ơi. Em đã là số 2 rồi. Anh mở ra đi. Anh mở ra đi. Dễ gì anh số 1. Số 2. Em về đội số 1. Em với chị em dạ chị nói anh. Không coi. Dạ số 1. Không. Anh em phải em số 1. Em phải về với Vinh. Em phải số 1. Dạ. Ôi trời.
bây giờ nghiệp tôi gánh hết rồi. Báo cho tôi một tin là Ngọc ở đội nào, đội đó thua. Trò chơi đầu tiên ngay sau đây của chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Thưa quý vị, chào mừng quý vị cùng chúng tôi quay trở lại với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Trò chơi ngay sau đây sẽ biết đội nào mạnh, đội nào yếu, phối hợp đồng đội với nhau. Mời tất cả lui. Chúng ta thấy đây là một đoạn đường đầy trắc trở và chông gai. Đây là nước ở điểm đầu và kia là nước ở điểm cuối. Nước hả? Mỗi đội sẽ có 2 phút để chơi. Người thứ nhất sẽ đeo cái ly vào cái đầu của mình, sau đó bằng mọi cách múc nước không dùng tay, sau đó vượt chướng ngại vật. Sao khó vậy? Xong đến đây thì bắt đầu đổ nước qua cho người kia. Người đó sẽ có một cái ly được để ở đây. Sau đó vượt trước ngại vật. Quá dễ. Sau đó đổ nước qua cho người kia. Người kia có một cái ly đặt ở đây. Trời ơi. Rồi người này nhiệm vụ là đổ nước vào đây. Quá dễ. Tôi sẽ đứng ở cuối. Ủa anh cũng là đàn ông. Không phải, tại vì hai em bận đầm. Mà nếu máng cái ly ở đây thì em đổ giày một cái là... Đâu có sợ em có quần, anh là dùng cái đầu á. Ok. Ai nói thì anh cãi chứ Tú nói anh im lặng. Thiệt á, Tú tới là nóng cãi. Mỗi đội có 2 phút, đội nào nhiều nước hơn đội đó thắng, mang về một điểm thưởng. Thì mình đứng đây mình nhớ nha, rút kinh nghiệm. Bây giờ Tú nên nhớ nè, đội thua cuối chương trình bị hình phạt nha. Bây giờ xin hỏi đội nào chơi trước? Xem xì. Thắng được quyền quyết định. Ra cái búa, ra cái búa. 1, 2, 3. Ra cái búa để gì? Để thứ Ngân nghe là ra cái bao thì đổi lại cái kéo. Trời ơi, đâu giống lần. Lâu lâu em cũng đột việc ghê. Không được cái gì? Em rất thật thà luôn ơi. Một người lanh lợi nghe em họ luôn. Không đoán được. Bữa nay vừa nghe kêu ra cái búa là mấy con ra cái bao mà không suy nghĩ luôn á. Em không nghĩ là người ta sẽ ra cái kéo không ơn. Thì em nghĩ là chắc ra cái búa. Anh phải nghe em giải thích. Sao? Vì anh Luật ảnh luôn gian manh. Nên anh kêu ra cái búa thì chắc chắn cái người kia hiểu ý là người ta sẽ ra cái khác. Thì em chơi cái bao để em chặn lại. Thôi. Vẫn lạc nha em ơi, vẫn lạc nhất luôn nha em ơi. Thôi đừng có nói nữa. Anh ơi chơi đủ anh, chơi với anh. Chơi trước hay sao? Chơi sao? Rồi mình chơi trước, 2 phút bắt đầu, go. Múc sao? Ôi múc được luôn kìa. Ghê. Thấp xuống chút nữa. Tú cao quá mà còn đứng. Em coi rồi đó. Hết rồi, đi về lại. Trời ơi, một ly mà bây giờ chết rồi, trơn quá anh ơi. Trơn quá Mát quá. Đi lại từ đâu? Trời ơi, nước ở đâu ra nữa. Thấy chậu hay là vậy vậy? Chơn quá à. Cái gì vậy? Đúng rồi, đi ngang, đúng rồi, rất thông minh, đúng rồi. Đi lại từ đâu? Thấy chưa? Sợ lắm, nó nằm ngang em. Em đắng cho bé Tú không nó nằm. Trời ơi. Còn có một miếng dày rồi sao tôi đổn vậy? Từ từ để mình thắng. Sao trơn quá à? Gì vậy? Đâu sẵn vậy? Tôi biết
quyết định đợi nhiều nhiều để tôi đổ. Từ từ, từ từ, từ từ, từ từ, nhiều lắm, từ từ. Anh giữ, anh giữ chân anh đừng có nhúc nhúc. Em gọng không có nổi. Đi lại giùm tôi, đi lại. Giỡn á, giỡn á. Từ từ, bình tĩnh nè. Ok, ok, em canh á. Để nào mút đầy đầy không á. Chưa thấy ai mà cái dáng của đứa 16 vậy. Làm đổ miếng. Rồi anh giữ yên nha. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời. Hay quá em ơi, ơi. Trời đất ơi, trời. Trời ơi. Từ từ, giữ bình tĩnh. Dán đẹp cho tạo dán nha, dán đẹp với Ngọc nha. Anh lộn nha, đúng chưa. Từ từ nha, sao nó trơn dữ vậy. Em bước, hay bước rồi em. Lận, 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 lận. Đúng rồi. Người ta té rồi mà, trời thôi thương người ta đi. Trời ơi, tôi ướt kèm hết luôn rồi. Ướt kèm cái quần thôi. Chết rồi, chết rồi. Ê, đừng có đổ vô quần anh. Ủa sao anh không co chân lên cho dễ anh Lực? Co lên không được. Trơn lắm. Ủa bắt đầu vô nhịp rồi, từ từ nha chị Ngọc. Là giữ cho vậy hả? Tức tức. Từ từ. Cho đỡ đốt cái này đi. Người ta quy định là không được dùng tay mà cứ dùng tay hoài. Không phải tại vì tôi mập quá cái chân tôi đâu lên hết bạn, không phải vậy mới được. Thì chồng vị trí khác, đi chồng vị trí này chi. Đây. Chúng ta cùng xem. Đây, chưa tới nấc thứ hai nha mọi người. Cần nấc thứ hai. Như vậy chúng ta thấy cái lọ nước màu xanh của đội mình vừa rồi là hơi bị thấp nha Ngọc nha. Bây giờ để coi Chu Thế Vinh cùng các đồng đội của mình sẽ mang về bao nhiêu nước. 2 phút bắt đầu. Ồ, quá trời đầy luôn á. Cố lên, cố lên, chú âm vào vẻ hài tổ. À, thấy chưa, thấy anh ra lợi hại không? Rối loạn tiền đình đó nha em. Gì à? Em đi lại với làm gian quá. Còn lại nghe. Ủa chứ hồi nãy mấy người không sao? Tôi đâu có thấy chuyện đó. Mấy người không chịu bắt làm gì? Hồi nãy giờ. Tớ là người chịu bắt. Hồi nãy chị được chỉnh mà. Đi quanh kia. Đi quanh kia. Đi quanh kia. Quá rồi, quá rồi chị Ngân. Cho đi, cho đi, chứ mà mỏi quá. Không dùng tay nha. Anh tâm cho em. Đổ đi, anh cứ đổ đi, anh cứ đổ đi, em hứng cho. Ồ, anh cứ đổ đi, em hứng cho dữ thương quá. Giỏi quá à. Bé, 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 bé. Vô bé ơi, canh ngay lỗ là đổ thôi bé ơi. Ngay lỗ là đổ bé ơi, đừng tắm gì bé ơi. Chị không có nhu cầu gì nữa chứ bé ơi. Ngay lỗ là đổ, ngay lỗ. Anh Luật chép ba bé ơi vô. Đừng. Chơi lắm. Ủa sao ta đi dễ ẹt mà sao em đi té hay vậy? Ai? Em vô vô, ngay lỗ là đổ cho bé ơi. Từ từ cô bé ơi. Dán dán tóc lên nè. Chị đẩy chị cao lên, chị đẩy chị cao lên. Ờ
Ok em cứ nhịn đi. Anh ngửa ra trước. Trời ơi bé Ngân đổ hay thiệt luôn á. Bé Ngân là tuyệt vời luôn anh ơi. Đúng rồi, ăn xuống xuống anh xuống lên. Vô. Trời ơi, hay thiệt luôn á dạ anh. Từ từ mà đi em ơi, từ em ơi. Rồi, đây. Chết rồi chơi. Em ơi, mình thua rồi em ơi. Xuất sắc quá rồi. Tại được anh chưa, anh nghĩ đi anh ơi. Đây. Ở đây anh, ở đây. Em đứng như thế xấu lên vàng, anh có thể... Em ngắm cho anh mà. Y chang luôn á. Ê. Trời ơi, thua rồi. Quá dạ ơi. Anh đi không phải là em thôi anh Lực ơi. Thiệt á, mình đặt sai vị trí lắm rồi đó. Bơi. Nhìn lên. Nạp lại dạ. Rồi. Rồi, từ từ. Đừng có hối. Mình thắng rồi, mình đủ rồi. Trời ơi. Ủa tôi chưa thua rồi mà trời. Chưa coi kết quả gì hết anh làm vậy. Tôi thua rồi. Anh đừng có xạo. Mọi người đều thấy. Mình có camera mình chiếu lại trên màn hình mà. Camera nào chiếu lại trên màn hình? Có thể coi lại không? Tôi thấy anh không đàng hoàng. Em muốn kiện anh Lực. Cái lượng nước và đồ của mình mang về là rất là nhiều. Còn của Lực có chút xíu à. Chúng ta là sao? Không có chút xíu. Thua một chút xíu thì đúng. Thua xa. Rồi chúng ta thắng 1-0 xin chúc mừng. Chưa hết vui đâu quý vị. Phần tiếp theo sẽ vui hơn nữa. Mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi. Thưa quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chương trình 7 nụ cười. Thưa quý vị, chúng ta sẽ có một trò chơi mang tên là cắm hoa. Hả? Và chúng ta sẽ có hai hiệp chơi. Thì Vinh sẽ được chơi hai lần. Bên đây cũng vậy, Lực sẽ chơi hai lần. Lần đầu tiên chơi cái này tôi không có sức đâu bạn ơi. Không, nó nhẹ nhàng lắm. Nếu được chọn, tôi muốn chơi hai lần với Minh Tú cho Lan Ngọc nghỉ đi. Sao vậy? Nhưng mà em nặng lắm nha. Tôi không muốn chơi với Lan Ngọc. Tại sao? Lan Ngọc giống như là một cái vật cản trong đội của tôi vậy đó. Như các bạn đã thấy ở những số trước, Lan Ngọc bên đội nào? Bên đội đó thất bại. Trò chơi này đơn giản lắm. Chúng ta sẽ chơi hai hiệp. Hiệp đầu tiên như đã nói là Vinh sẽ kết hợp với Ngân. Rồi sau đó kết hợp với Dạ hiệp thứ hai. Mỗi hiệp ủa, là không ai game ra. Ủa đâu ai lãnh đâu em. Em làm cho mọi người chú ý mà đâu ai chú ý đâu. Rồi chúng ta tiếp tục chương trình. Thì mình sẽ bắt đầu ở vị trí chính giữa nha mọi người. Chúng ta sẽ có một trò chơi đơn giản. Âm nhạc nổi lên rồi bắt đầu nhảy. Âm nhạc vừa tắt, người con gái lập tức leo lên hai chân người đàn ông. Trời đất ơi. Anh trời đất ơi là sao? Leo lên hai chân người đàn ông. Không, hai cái chân mình đạp lên hai bằng chân kia thôi. Rồi. Cái gì vậy? Rồi, Vinh bắt đầu di chuyển. Trời ơi, mình khó chơi. Ôi, rồi. Tại vì hai đứa mình thì phạm gì vậy? Di chuyển về đây. Người đàn ông dùng miệng lấy một cành hoa, ngậm cành hoa đó. Di chuyển không dùng tay vẫn dùng miệng cắm hoa vào lọ. Trời là ơi. Xong trong 2 phút á, đội nào cắm được nhiều hơn thì thắng. Và vậy chúng ta chơi 2 hiệp là 4 phút. Wow. Ổn
quá trời. Nhặt một cành hoa rơi, đường về thật buồn em ơi. 2 phút rất là nhanh, nên chúng ta phải đấu nhanh hơn đội kia nhé. Sẵn sàng. 2 phút bắt đầu. Leo vô đó, đúng rồi. Đó, đúng rồi. Lại đây. Bên lượt là màu vàng, bên này. Bị lấn. Đi qua bên đây nè. Đi qua bên đây. Đây nè. Màu vàng nha, lượt màu vàng. Đúng rồi. Vinh màu đỏ. Cho anh Vinh. Được không? Rồi bỏ ra. Lại nhảy nữa hả? Hay lại đi tiếp? Đi tiếp. Rồi chị lấy luôn cái mâm đi chỗ khác đi vậy. Để cho tự làm. Để cho ta tự làm. Bỏ một rồi phải không? Không lấy hình được. Gặm rồi cũng cây hả? Ngậm vậy sao gặm xong dùng tay nha. Chết chứ gì. Anh lột tắt hở chết. Ủa cắm hoa gì kỳ vậy? Hoa này không tính nha. Hoa này không tính. Em có từng sửa không? Đây đây em. Từ đây anh. Rồi lấy cái kia luôn, chỉnh luôn. Trời ơi. Trời ơi. Nhân điểm quá. Rồi go. Cái mic nó gần nhau nó hú. Ê Tú nè, đặt lên hẳn nha Tú nha. Không được nửa trên nửa dưới nha. Ừ, cái cây quẹo luôn được không? Ngân đặt lên hẳn nha. Trời ơi, bà ơi, bà cắm cả. Trời ơi, miệng anh Luật là một nồi bột kìa. Mình thua người ta một cây được kìa. Cái gì vậy? Trời ơi. Hiện tại là Tiến Lược đang áp đảo nha, nhưng mà chúng ta còn một hiệp nữa. Đổi đao. Nhạc. Vô nhảy. Ủa. Chơi luôn lắm rồi, mình đổi lại là mình đổi bằng nhảy được mà. Vô. Chơi luôn. Ủa vậy? Đúng rồi. Đi cứ đi về đi. Trời ơi, nó không đi mà nó làm gì vậy?
Nè, nè, rồi quay lại. Chán ghê. Nói tiếp đi. Ôi, em đau thiệt luôn á. Lớn lớn. Trời ơi, anh chơi gì kì. Anh lộn quá. Em gặp cái cây dạng lớn. Cao con cắn lộn, anh mắc cười quá. Để vô. Ủa, sao cái gì vậy? Ủa, này là gì vậy? Đâu có hồi nãy đi. Một lần rồi. Ủa, anh bé Ngọc cầm một đống bông kìa. Đâu nè, tôi quay lại mà. Quay lại gõ gàng. Tới chưa, tới chưa? Tới rồi. Ủa sao tới lẹ vậy? Dạ, dạ. Bị liền hả dạ, em bị liền hả dạ? Có đâu anh? Nào quá. Hết giờ. Em nhấn cái gót chân luôn, ngón chân luôn. Em có thù hàng. Em nói thiệt lòng em đi. Em không biết gì đâu. Có đội nào mà chơi đàng hoàng đâu. Đi nửa chân trên chân dưới rồi hả, gấp một lần 8 bông. Tại vì tôi thấy đội kia ăn gian trước á. Người ta quy định là đàn ông gấp tự nhiên mà giả bà gấp à. Ủa em đâu biết, em tưởng qua tour là đổi mồm. Thôi hồi nãy bên đây thắng trước rồi, bây giờ mình xử hoài đi là một điều đi. Hai đội đang gian cho nên cái tiệm ăn gian mình bỏ qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn đội Vinh có 6 bông mà. Bây giờ sản phẩm ở đây là tiết lực nhiều hơn. Đúng rồi. Thì đội tiết lực thắng, tỷ số đến thì tiệm này là một đều. Đó, vậy đi. Thưa quý vị, như vậy là hai đội hiện tại là đang đều nhau. Chúng một ta đều. Chúng ta còn một game cuối cùng để phân thắng bại và hôm nay là một hình phạt. Ủa hả? Vô cùng khủng khiếp. Không tưởng tượng nổi thưa quý vị. Thắng bằng mọi giá. Trời ơi, ủa sao máu ra vậy? Chúng ta chờ đợi phần chơi tiếp theo. Thưa quý vị, chúng ta lại đến với một trò chơi trong chương trình Bảy Nụ Cười Show. Đây, trò chơi này có tên là Liều Ăn Nhiều. Chúng ta sẽ có 3 cặp đối đầu nhau. Sau đó MC sẽ đưa ra một cái nội dung. Rồi, quả tu xì, ai thắng được quyền số trước. Ví dụ, Trường Giang nói là trong 30 giây, hãy kể tên 5 thành phố ở bên Australia. Ai mà thắng rồi thì kể được quyền nói trước thì sẽ thách đội kia là tôi có thể kể được 5, bên kia đâu có dựa không, tôi kể được 6, bên này đâu có chịu, tôi kể được 7, bên kia tôi kể được 8, mời kể, nếu kể được là mình chiến thắng thì mình sẽ bắt buộc đối phương phải ăn một món do mình chỉ định, nếu mình không chiến thắng đối phương sẽ chỉ định cho mình một món mình phải ăn. Ở đây gồm có những món ngon sau đây. Đèn pha đại dương là tên gọi mà người Phú Yên hay gọi để gọi cho món này là mắt cá ngừ. Đó, đây là con điển điển sâu. Còn đây là đậu nành lên men của Nhật. Đây là bánh mì kem dễ lắm. Còn đây là nhìn nhện chiên. Đây là ba rọi xông khói cuộn với lại măng tây và nấm. Còn đây là sinh tố bóng đêm là làm từ mè đen. Đây là kem ăn chung với lại ớt chuông, rất là đơn giản. Mấy món này ăn được hả anh? Tất cả món này đều được ăn bình thường. Vì đây là mấy món này người ta bán mà không hề có độc tố gì cả. Đây là những con rất dinh dưỡng luôn thưa các bạn có thể thấy ghê, nhưng mà những con sâu non rất dinh dưỡng. Cho em hỏi mấy cái này là để làm gì vậy? Lát nữa biết. Thôi. Em với Chu Thế Vinh. Thôi, anh mà đối diện với Ngọc là anh tố liền. Em là chút em sẽ gặp anh á anh rồi. Anh em mình chơi đầu tiên đến gì cũng nhẹ nhàng thôi. Phần chua cay để vào cuối cho mọi người nha anh ơi. Quán tôi xì, xin mời. 1, 2, 3. Ngọc được quyền tố trước. Trong 30 giây bạn nêu được bao nhiêu lý do để không nghe điện thoại của người yêu, hoặc là vợ, hoặc là chồng. Mời Ngọc, 30 giây, bao nhiêu lý do? 3. Em chọn được 4. Là sao? Chọn được 4. 4 lý do. 30 giây nó trôi nhanh lắm nha. Không thể nào làm 4 lý do được. Em cho anh đồng ý. Gọi điện thoại tới mình từ chối đúng không? Thông minh.
Sau khi đọc hết câu hỏi, Vinh lập tức trả lời, thời gian bắt đầu chạy 30 giây. Trong 30 giây, Vinh sẽ nêu được bao nhiêu lý do để không nghe điện thoại của người yêu. 30 giây, bắt đầu. À, anh đang bận, anh đang lấy xe, anh đang họp, anh đang học. Khoan, anh đang lấy xe có thể nghe điện thoại được mà. Không, anh vi phạm luật giao thông. Câu hỏi chúng tôi rất rõ ràng như sau. Hãy lắng nghe. Trong 30 giây, bạn tức là gì? Tức là người sẽ trả lời đó, nêu được bao nhiêu lý do để không nghe điện thoại, chứ phải nghe rồi nói anh đang bận, anh đang lái xe. Đúng không? Đúng rồi. Câu hỏi quy định là gì? Trong 30 giây bạn nêu được bao nhiêu lý do để không nghe điện thoại? Chính chỉ như là anh đang bận, anh đang chứ không phải nghe rồi mà trả lời. Tại sao anh không nghe? Lúc đó anh đang bận. Đâu? Anh đang bận. Mời ngồi. Mời xem lại clip, Vinh diễn vậy. Hồi nãy anh làm cái gì mà anh không nghe điện thoại của em? Anh đang họp. Đó. Ok, em đồng ý với lý do của anh, em chấp nhận cho cái lời của anh Vinh là đúng. Nhưng mà thấy chưa, là người yêu của anh Vinh không? Nhưng mà Ngân có phải là người yêu của anh Vinh không? Không. Có đi đúng rồi. Là Vinh không, cái này không được. Không, trả lời cho anh là diễn như vậy. Đúng vậy, cái động tác của mình là diễn như vậy. Nè, ý của mình là gì nè? Anh đang lấy xe nè. Đúng rồi. Anh đang bận nha. Đúng rồi. Mời rồi. Không, không đồng ý. Em có diễn như vậy không? Em có diễn vậy không? Không nha. Cái diễn á, ở đây là nêu chứ không anh có diễn. Vinh. Là không được diễn. Anh thua rồi. Không. Ủa sao vậy? Thua là mình thua cái khúc sau. Không, anh làm vậy có mà. Anh có làm vậy mà. Có. Nhưng dạ. Mà khoan khoan. Anh thích em. Khoan. Em công bằng. Nhưng mà nè, đây là cái ngón tay. Khi nào nó là cái điện thoại kia nha. Đây là hành động nghe điện thoại. Đừng có cãi nữa. Mình sai, mình phải giận mình sai chứ. Mọi người, bây giờ Lan Ngọc hãy chọn một món cho Trương Thị Dình. Vì sao những người chơi đầu tiên luôn lợi thế? À, em thì rất là dễ với anh Vinh. Anh muốn ăn gì em cho anh ăn cái đó. Lát nữa rồi em sẽ bị lại ơi. Còn một câu tiếp theo Vinh sẽ... Dạ không sao đâu. Muốn thì anh em thương à, nhau. Trời ơi, phù thủy có khuôn mặt lương thiện. Anh Vinh muốn ăn heo xong khói, em cho anh Vinh ăn hết dĩa heo xong khói. Không, một phần thôi. Dạ. Cảm ơn em. Heo xong khói. Một phần, ngon mà. Chỉ cần. Rồi, lấy ra. Con wasabi, con wasabi. Con wasabi biết ngay. Nhưng mà không ngon, ngon. Ok, ok. Bà Ngọc bà tính chơi ác, ra mồm, ăn hết dĩa. Ok không? Vậy là nay là thưởng cho anh Vinh rồi. Câu thứ hai mời quán tôi xì. Cái kéo. Hai, ba. Trời ơi. Câu hỏi. Trong 30 giây, bạn kể được bao nhiêu con vật không có lòng? Em kể được 6 con. Wow. Ủa em đóng được quyền nói trước. Vinh hẳn bà đi được đó. Quên. Mấy con bò sát á? 5 con. Kể 6 con. Mày Ngọc kể đi. Tự nhiên ta nói 6 con, mà nói 7 con chứ. Em kể được 7 con. 8 con. Wow, wow. 30 giây đó anh Vinh. Mời cho Ngọc kể. Anh mời Ngọc mời kể. Mời Ngọc kể. Em chắc không? Ê, em. Anh đừng hỏi. Mình cố tiếp. Sợ gì? Không, anh mời Ngọc kể chứ em Vinh. Anh nghe em. Mời là thua. Mấy Ngọc rất thông minh. Trong lúc anh đang nói chuyện với em là mấy Ngọc đã suy nghĩ ra 8 con rồi. Mình phe nào? 9 con. Cho kể. Mời mời. Cho mời, kể mời. Con sứa, con cá, cá hồ lan. Cá một loại, cá một loại. Không cá được. Cá một loại, no. Khoan, anh vô dưới vào. No. Cá là một loại á. Thời gian trôi qua nè. Trời ơi, cá nó khác loại mà. Cá là một loại, anh kể hết con khác được mà. 14 giây trôi qua, 15 giây trôi qua. 15, còn 15, cuối cùng, cố lên anh. Con trăng, con rắn, con rùa. Con gì? Cóc. Con cóc. Nhái. Con nhái. Con dẹp, bịp. Từ bò sát rồi xong rồi cá rồi xong dưới biển. Thưa quý vị, Thưa Thị Minh, trong 30 giây chật vật mang về đúng chính xác 8 con. Ủa Thưa Thị Minh tối tới 9 con lận. Nhưng Thưa Thị Minh hồi nãy nói là anh có thể kể 9 con. Mời Lan Ngọc quyết định số phận. Anh Vinh, thiệt em là em thương anh Vinh lắm. Em có anh Vinh đừng có cái mặt giả dối đó nữa. Hãy nhận thật đi. Bây giờ xong rồi, bây giờ bạn đâu còn thi nữa đâu. Thôi nhưng mà tội anh cho anh ăn mất cái người đi. Ngon mà. Ngon mà. Okay. Nóng giòn luôn. Nóng. Nóng mà. Ăn đi em.
Thank you em. Ủa món này món ngon. Ok. Rồi đó. Cảm ơn Ngọc nha. Dương Lâm ăn ói cái này rồi. Giờ thấy anh ăn có ói không? Món này ngon mà, món này ngon mà. Anh em cơm anh đâu? Tâm tâm. Món này nó vậy chứ không phải tâm đâu. Nó sao cần có cho mắm cho miếng nước mắm nước rồi. Rồi được rồi, đáng vậy được rồi. Em mời. Chiến thắng. Em mời anh Tiến Luật, hãy thách đấu với em. Bây giờ anh muốn ra kéo vú vào cái gì nè? Anh không cần phải ra với em. Anh không có sân ti với em. Dạ, vậy thôi mình chơi khoan nhượng với nhau. Mời quả tôi xì. 1, 2, 3. Chết em rồi. Ai trong 30 giây, bạn kể được bao nhiêu bộ phận trên cơ thể bắt đầu bằng chữ C? Mời Luật. Trời, sĩ, tôi nói chữ C của tôi nó kỳ không? Tào lao không? 6. Tôi kể được 5 chữ C. Em mời anh kể. 30 giây. Bắt đầu. Cùi chỏ, chân. Cần cổ. Cổ. Không được nhắc nha. Không được nhắc nha. Chân mày. Mấy rồi? 4 rồi, còn cái nữa. Mấy giờ cam, 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 cam. Này là lông mày với chân mày. Lông mày, chân mày. Lông mày hồi nào, lông mày hồi nào. Nằm nào mà suối bả nằm. Nằm được. Nè, dễ nè. Chân, cổ, cầm, cánh tay, cùi, chỏ. Nhiều mà đúng không? Còn thêm chữ cờ nữa luôn. Nhiều chữ cờ luôn. Đúng rồi đó. Của anh rồi, của em. Của em sao? Hả? Sao năm dễ mà em nhường vậy Ngân? Dạ, tại vì lúc nãy em nghĩ anh Luật không có thể nghĩ tới được những cái trời năm. Ơi, trời ơi. Mà thường người lớn tuổi vậy em? Coi thường người lớn tuổi đó thì phạt. Đúng vậy. Khoan nhượng của em đi. Ok, anh rất khoan nhượng em. Em dân miền Tây. Dạ đúng rồi. Ăn một con nhện. Ăn một con nhện. Chết khỏe. Chết khỏe. Không ngon lắm. Thật là ngon lắm. Con nhện rất ngon. Ủa em không biết ăn nhện hả? Không sao đâu, xác không mà. Anh lỡ rồi. Hỏi cho sô-cô-la. Sô-cô-la ngon. Mời. Kẹo, ngon, kẹo, ngon, ngon. Kẹo, 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 kẹo. Ngon, ngon. Nuốt vô, nuốt vô. Đã đây. Nuốt vô. Đã tố là phải nuốt. Bữa ai, ngay là phải nuốt. Ngày hôm nay tôi muốn em ám ảnh cái gương mặt này suốt cuộc đời của em. Ám ảnh cái gương mặt này suốt cuộc đời của em. Đây, vỗ tay Thiên Ngân. Ủa mắc gì lắc cái đó vậy? Mỗi lần nhả cái lắc cái ghê quá. Lộc ơi, tiến lên. Xỉm xăm tiếp. Tôi dẫn ra cái bao. Kệ. 3, 2, 1. Để một cái đứa non nớt trong đội mình ra đấu một con cáo già bên kia. Tao biết không tự chọn mà. Chẳng lẽ mình lại thua hai lần sao? Chắc vậy. Chắc vậy. Thôi lần này tôi nhường cho em thắng. Không được nhường, chơi đàng hoàng. Vậy hả, ok. Này là chuyên môn em luôn nè. Trong 30 giây, liệt kê các bài hát trong tựa đề có chữ Xuân. 4 6 Mời. Không được nhắc. Xuân đã đến bên em. Xuân đã về. Mùa xuân ơi. Xuân yêu thương. Xuân về trên yêu yêu thương. Xuân yêu thương. Quát, xuân nhắc lát trừ ra. Xuân 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 tóc đỏ. Xuân gọi trên đất mẹ. Mùa xuân ơi, mùa xuân. Bốn giờ lên năm đi chị sao? Vậy là chị có nhầm cái bài chính xác rồi. Em muốn chơi thách đấu một cái khác. Thách mới gì sao? Thách gì nữa? Ăn xong đã tính. Em muốn thách với tôi à? Tôi cho em ăn. Đừng anh đó. Từ nay về sau,
phải biết sức mình ở đâu. Cái con sâu thì bé này sẽ biết biết ăn rồi. Ăn con điện điển đi. Nó phải lượng sức mình chứ. Tôi muốn em ăn một dĩa. Một con thôi. Một con thôi, há họng ra. Không, em tự gấp được em... Anh nhét vô cuốn họng của em luôn em. Không cần ăn, em nuốt thôi. Em tự gấp được. Mời. Tức ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay ta gặp mặt nhau nơi đây. Ta còn gặp nhau rất dài nha anh Luật. Trời ơi, anh có bao giờ sợ em không Ngân? Hết chuyện đi hùng tui, trời ơi. Mọi nỗi đau, Minh Tú có thể kể là người gánh chịu. Anh gây ra hết rồi, em hưởng đi Tú. Dễ mà. Rồi, nước. Em ăn được dán luôn á. Bánh là phải nốt. Phun là hèn. Đồ ăn thức uống. Em chú gọi miếng nốt mấy. Em thà chịu hèn chứ em không nốt. Hai lượt đều chiến thắng. Mời Minh Tú. Tú, mời em. Cố lên Tú. Hả? Quả tù xì. Quả tù xì kìa. Ra cái gì? Thôi, tôi không chỉ em ra cái gì nữa. Em ra cái búa đi. 3, 2, 1, vô. Ô, cân tài cân sức. Ủa này được nói trước thôi có gì đâu. Nhưng mà cuối cùng từ đầu game về mấy tháng đó. Trong 30 giây bạn có thể kể tên được bao nhiêu người mẫu nữ? Mời bắt đầu. Tú, Võ Hoàng Yến, Hoàng Thùy, Lan Khuê, Ngọc Quyên, Minh Triệu, Kỳ Duyên cũng có làm người mẫu, cũng đúng làm hoa hậu được. Chị Kim Cương, 10 rồi. Chị Thanh Hằng, chị Hồ Ngọc Hà. Người ta kể dư chọn mà. Món này, chọn món này. Chị ăn một cái bánh mì này đi. Okay. Ăn hết 10 cái bánh mì đi không nha. Ok. Hết luôn nha, mà trong một lúc luôn. Đừng bẻ nha. Ác vừa thôi. Không rồi, ép luôn hết luôn. Một cái nha, ăn hết cái đó nha. Chị chọn nha. Chịu khó đợi tôi ăn xong đó. Ngon không chị? Ngon. Cái ăn cái miệng nhìn ngon quá. Nhiều calorie lắm nha, chất béo thôi đó nha. Nãy cho ăn con sâu là nhắn rồi. Rất là chịu. Vậy, chứ cho ăn con sâu rồi. Cái lớp phô mai ở trên này rất là ngon, rất là ngon. Sọc tươi. Rồi, được rồi, tiếp tục. Quả tôi xì. Ra cái gì? Cái búa. Cái búa, ok. Ra cái bao nha. Ok. Trong vòng 30 giây liệt kê tên các hoa hậu Việt Nam. Mời em. Nam. Mời. Hoa hậu Minh Tú, hoa hậu Kỳ Duyên, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, hoa hậu Thanh Hằng, hoa hậu cái gì? Khánh Vân. Giờ cho mà mệt chọn món. Đậu hũ em ơi. Không chính xác. Câu hỏi của chúng tôi là liệt kê tên các hoa hậu Việt Nam. Vậy hả? Mời một con nhện. Trời ơi, em thấy chưa? Em thấy chưa? Là phải có chỉ hoa hậu Việt Nam không? Hoa hậu Việt Nam là ai? Vậy cái con kia ví dụ như là hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam cũng không được. Hoa hậu Việt Nam tôi đọc rất rõ ràng là hoa hậu Việt Nam thưa các anh chị. Ăn bóc không anh? Ăn ra đổi đó, đổi đầu đũa lại. Nhện thôi mà. Tính ra trong phần thi này đội bên kia chết đói nhiều quá. Lượt này là Huệ, hai lượt trước là Tiến Luật và Lan Ngọc đều thắng. Game này chúng ta thắng, tỷ số chung cuộc tới thời điểm hiện tại là 2-1. Như vậy là chúng ta vừa trải qua một phần chơi mà cái món ăn nó không có gì gọi là rùng rợn, nhưng mà do cái cảm giác người ta nhìn thấy thôi, vì con vật nó hơi sợ. Không, rất rùng rợn luôn á anh. Dạ. Thì hồi nãy giờ là Minh Tú thấy hơi hiền lành. Thì bây giờ chúng ta sẽ đưa Minh Tú vào một cái chốn với những cái tình huống chúng tôi đã có sẵn để đưa Minh Tú vào một cái vai khả năng là hiền lành hay không, hay là sắc bén nào đó là do Minh Tú tự chọn lấy. Thưa quý vị, phần sitcom của 7 nụ cười. Yeah!
Trời ơi, sao giờ này rồi chưa mở quán gì hết vậy trời? Cà phê đi. Còn gì không em, tháng ngày vui. Hello honey, how are you? Ủa, Tú? Khỏe không anh? Khỏe, trời ơi, ngồi đi. Ủa sao tự nhiên đi, cái lưng bị gì vậy? Nhức lưng. Sao vậy, sao nhức lưng vậy? Rồi chuyện đó làm sao rồi? Tú nói chuyện gì tôi không hiểu. Trời đất ơi, tôi tên Tú chứ tôi không bị lú nha. Đừng có giả điên là không có biết nha. Giờ cái thai tôi 3 tháng rồi nè, hèn chi nhức lưng nè. Cái gì? Có bầu 3 tháng rồi hả? Ừ. Đêm định mệnh, trong cơn say ta đến với nhau. Hello. Come here, sit down. Look at my bụng bự, đau nhất. Hết tiền, xử lý, giải quyết giùm, lâu quá rồi. Cái gì? Tôi nói vậy nè Tú. Sao vậy? Tôi sẽ họp mấy anh em đêm định mệnh đó, sẽ cố gắng đưa ra hướng giải quyết nhanh nhất cho Tú. Tú có thể về. Tôi hứa với Tú là trong vòng 3 tiếng, 4 tiếng nữa thôi, Tú quay lại chúng tôi sẽ giải quyết liền một lúc, sẽ không để Tú đợi lâu được không? Nhanh nha. 3 tháng rồi đó. Chắc chắn. Người gì kỳ quá à? Không có trách nhiệm gì hết. Tụi tôi tên Hồng mà sao kỳ quá vậy? Tôi có trách nhiệm lắm Tú ơi, yên tâm đi Tú. Vinh ơi. Dạ. Dạ. Lại đây. Chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Trong cơn say ta đến với nhau. Sao? Con tim say chỉ muốn yêu đương. Dù ta và em là hai kẻ xa lạ, nào ngờ đâu một lần là định mệnh. Nhớ bé Tú không? Tú nào? Tú chủ quán nhậu gì trên đời rảnh hả? Tú ba ly đó. Con bé mà uống ba ly nhớ. Rồi liên quan cái gì, nói gì nãy giờ ra lùng bùng không hiểu một cái gì luôn á. Nó có bầu rồi. Thì nó có bầu. Ủa có bầu hả? Vui vậy thì mừng nó thôi chứ. Có bầu 3 tháng. Cách đây 3 tháng. Đây. Đó, nhậu bên quán Tú. Xỉn, ngủ lại. Tôi chứng kiến. Trước khi ngủ, Vinh có hít đất nhẹ vài cái. Sau đó Vinh nằm Vinh ngủ. Sáng sớm Vinh nằm trước cửa phòng của Tú. Có không? Có. Tú mới tới nói với tôi như vậy. Tú khi bây giờ Tú muốn giải quyết gấp. Chết rồi. Tôi phải tương kế tụ kế. Tôi đẩy Tú về. Tôi sợ Tú ở đây Tú nói vợ của Vinh nghe một cái là trời ơi trời. Trời ơi, tôi không nhớ cái gì hết. Đêm đó tôi không có nhớ cái gì luôn á. Thì bởi vậy tôi mới nói là đêm định mệnh đó. Nhưng mà anh có chắc là anh thấy tôi làm gì nó không? Trời ơi, làm sao mà tự nhiên xỉn vô rồi tự nhiên hít đất làm chi? Ủa mình hít đất làm chi ta? Mình lúc đó mình xỉn mình sao ta? Bữa đó là còn nói, tôi còn nhớ là lúc mà Vinh xỉn rồi. Để tôi vô tôi dạy bé Tú nhảy. Ủa vậy luôn hả? Thì đó. Ê nó đòi nhỏ tôi nha, lỡ vợ tôi nghe là chết tôi luôn á. Ôi chết rồi. Ủa, chú Bảy đâu? Chú Bảy đâu ai biết. Tự giải quyết đi. Khi nào chuyện lớn không giải quyết được nữa hú tôi nha. Chết rồi. Chú Bảy ơi. Gì ạ? Chú Bảy. Gì ạ? Chết. Chú Bảy, ra con nói có chuyện này. Lớn chuyện rồi. Chú Bảy nhớ bé Tú không? Tú sớm trên có quán nhậu á. À Tú hồi xưa ở gần đây rồi di chuyển qua bên kia rồi bữa quán nhậu thấy cũng đông. Chú, cái đêm đó con say con lỡ không biết chuyện gì xảy ra. Chú giúp con cái được không? Giúp gì? Mà cái chuyện gì mày phải nói tao hiểu chứ đã. Tú qua báo với ông Hồng là có bầu. Mà ông Hồng cũng nói là cái đó của con. Nhưng mà bây giờ vợ con mà biết một cái là chết của chú vậy ơi. Thấy chưa? Ăn nhậu. Bữa đó tao làm tao canh mà cũng có chuyện xảy ra mày thấy chưa? Bây giờ mà bể chuyện ra cái mặt tao cũng dục đi uy tín đâu nữa. Bây giờ chú giúp con một cái thì không chứ con xin chú con lại chú luôn. Không, chú tao kịp với tao nói chuyện với vợ mày. Không, đừng. Tôi đi, bỏ con luôn là chết con. Mình phải khai thiệt ra em ơi. Anh một lần đó xin nó tha thứ cho lần. Đừng, chú con biết, tại vì dù gì á, mày nó không đâu có con. Không, con biết tính vợ. Giờ mày xin được, mày đem cho về mày nuôi luôn. Thôi chú con lại chú ơi, con lại chú. Vậy muốn tao làm gì? Chú thương con chú á. Chú nhận cái thai đó của chú được không?
Đi hả mày, tao già rồi sức đâu nữa mà thai. Trời ơi, nhiều già vẫn gân cấu bình thường mà. Không, gân tao nhão nhẹt rồi. Trời kệ đi mà cứ nói đi, đâu có ai biết đâu. Không. Đi chú. Tao là một người đường đường hồi xưa giờ tao sống đàng hoàng, bây giờ đi cảm nhận tao có bầu với một đứa con nít hả mày. Ôi chú ơi, cũng lại chú mà nhà con tan nhà nát cửa chú ơi, chú một lần lỡ dại thôi mà chú cũng đâu có muốn vậy đâu. Chú nhận đi có sao đâu, chú giúp con lúc này thôi. Rồi từ từ cũng lựa lại con nói chứ sao. Gì mà ồn ào quá vậy. Gì vậy, gì mà sáng sớm chú với chồng con ồn ào mà lén lén lút lút vậy. Có chuyện gì vui kể con nghe chứ vậy. Để đi nhậu có bà không? Hả? À, gì? Ai? Bầu ai vậy? Không, thì có nói chuyện trên trời dưới đất thôi cho vui. Được, mà rồi. Sao vui mà mặt ai cũng căng thẳng hết vậy? Chú Bảy mới bảo tin vui. Tin vui? Trời đất ơi, chú Bảy đi thêm bước nữa hả chú Bảy? Chú Bảy đi bước nữa luôn rồi. Wow, trời lớn dữ rồi chú Bảy. Thì ra là chú. Gì vậy? Ý, con chào cô chú. Chào con. Hai nhà mình làm gì ngồi đây đông đủ vậy? Ủa, nhà con có chuyện vui mà con giấu con không cho cô biết nha. Chuyện vui vậy? Con chưa biết luôn á. Ba con là đi thêm bước nữa đó. Cô ạ, hài giỡn hoài làm gì có chuyện ba con đi thêm bước nữa. Đây ai cũng biết hết trơn mà con, trong nhà con biết con vô tâm. Dễ gì, ba con mà có gì ba con nói con đầu tiên chứ làm sao mà tự nhiên đi nói cô chú trước được. Thôi để tôi nói cho nè. Mình dạ. Không còn là cà phê bảy nụ nữa đâu. Bây giờ là mình chuyển qua cà phê 3 tháng. Là sao 3 tháng? Có chuyện gì vậy? Sớm ta có một chuyện rất vui à. Chú Bảy sau một đêm định mệnh nhậu say có qua lại nhẹ với một cô gái. Trời ơi. Ba. Trời ơi, không ngờ chú vậy đó chú Bảy. Ba. Nói cái gì vậy trời? Chú có tin vui mà đi mà nói cái cười nè. Chú là một pha anh ngay luôn á hả? Ba gần 80 tuổi làm gì có chuyện đó. Đâu. Không thể nào có chuyện đó. Thực ra là con. Chú không, cái này Xí, anh mới nói tới cái khúc là có qua lại với một cô gái thôi. Chú Bảy qua thôi, rồi cô ấy giữ lại. Là sao? Và thế là một hài nhi nhỏ nhỏ trong bụng cô ấy bây giờ đã được 3 tháng tuổi rồi ạ. Đây là điều kỳ diệu nhất ở Việt Nam. Đúng. Thế nào một người đàn ông 80 tuổi mà có thể làm người, một người phụ nữ. Đúng, mình mừng với chú đi, mình mừng với chú. Ôi, đi nhà, chú ơi, vậy là sống mình sắp có con nít. Không ngờ nha, không ngờ nha, uống cà phê bảy nụ mà con không đồng ý. Tại sao vậy ba? Bây giờ ba 80 tuổi rồi, ba làm 80 tuổi rồi nào, ba 70 mấy thôi. Ba làm cái chuyện mất mặt như vậy, bây giờ con đi ra ngoài bạn bè con nói sao tự nhiên ba có con. Ủa Ngân, con đâu? Bị gì vậy Ngân? Phải là mừng cho ba mình. Đúng chứ. Đúng rồi, có gì đâu. Con rất là hãnh diện về chú. Chú có thể chỉ cho chồng con được không? Chồng con ổng cài hoài mà. Mày im đi. Ổng cho hoài mà không có cái gì để con giữ lại hết. Anh trẻ vậy mà anh không bằng một góc của chú Bảy nữa. Anh học hỏi chú Bảy đi. Đâu, thực ra là nó hay lắm. Chú không, chú hay lắm chú. Chú là nhất luôn á chú ơi. Chú à ơi. Chú chăm sự con nhờ chú, có gì chú dạy dỗ chồng chú. Con nha chú. Ngân ơi, có gì đâu mà sao cứ buồn hoài vậy, vui lên đi chứ. Không, cái chuyện có em bé thích muốn chết luôn à nè. Ba tôi giờ tôi muốn lắm mà ba tôi cũng đâu có làm thích gì được gì đâu. Bây giờ ba tôi 80 tuổi, tôi đi ra đường đâu có nghĩ con ba tôi, nghĩ con tôi sao. Thật ra đâu. Thật ra gì chú? Thật ra là chú rất là giỏi luôn á. Chú cho con đi học theo một khóa, lần này con sẽ nhất định đem tin vui về cho vợ con. Ta phải học mày một khóa mới đúng. Ủa là sao, sao chú có tin vui mà chú đau đớn vậy trời. Chú Bảy hãy nhớ câu nói này, chú không nhận là duyên hai lối. Thực ra sao chú cứ nhìn chồng con với cái ánh mắt gì đó, hình như chú có điều gì khó nói hả chú. Chú cứu một mạng người bật xây 9 tầng tháp cái chú. Trời ơi, là chú định bỏ em bé hả? Trời ơi, chú, có cái gì vậy? Trời ơi, chú ơi, chú cứ đẻ đi con nuôi. Cứ đẻ con sẽ nuôi đúng không? Con khát khao có một đứa con lắm. Bây giờ chú cứ đẻ con nuôi, con nhận làm con của con. Chú không có làm vậy là thất đức lắm. Bà, thôi. Hợp tình hợp lý quá rồi chú. Không thấy hợp tình hợp lý luôn. Con lấy họ chồng con luôn. Thôi, không cần. Đó là con của chồng mày đó. Không, đẻ ra xong con nhận làm con nuôi thì mới lấy họ chồng con, mới là con tụi con. Cái cô Tú đang có bầu 3 tháng là con của chồng mày đó. Chú Bảy. Khoan xí. Bình tĩnh. Cô Lai bình tĩnh đi, đừng có nghe chú Bảy nói bậy bạ đó. Chứ làm sao? Bậy bạ cái gì? Lai ơi, hai thằng này nó đi nhậu, tao thấy không ổn tình hình, tao mới đi theo tao canh. Mà tao canh tới đêm 2-3 giờ sáng, tao cũng mệt, tao ngủ. Thì không biết sao tụi nó làm gì, nhỏ gái người ta giật.
Nó là có bầu 3 tháng kêu ra chịu trách nhiệm. Nó sợ con vợ nó chửi ly gì nó kêu tao ra chịu trách nhiệm. Tao gần 80 tuổi rồi mà làm sao mà tao... Trời ơi, không ngờ mấy chú, cô chú vậy luôn á. Ba luôn. Không phải, hôm đó con biết rồi, ba uống đâu có nhiều. Hai người uống hết một kết, rồi kêu thêm một kết nữa. Ba uống thêm hai ba chai nữa là ba ngủ rồi, còn nhiêu là... Nhưng mà chú Hồng sao làm xong tự nhiên đổ thừa ba con? Tôi đâu đổ thừa. Tại vì người ta tới, người ta nói với tôi là vậy nè. Nói là bây giờ có bầu 3 tháng rồi, xử lý làm sao. Thì tôi biết chắc chắn hơn, đêm đó tôi ngủ. Mà trước khi tôi ngủ, tôi thấy thằng Vinh nó hít đất vài cái. Xong rồi nó kêu để nó vô, nó dạy bé Tú nhảy. Thì nó dạy nhảy kiểu gì mà bây giờ có bầu 3 tháng rồi. Kêu nó ra đây. Nhưng mà có chắc chắn là của người ta không hay là của ba? Trời ơi. Nhưng mà đúng hay là của ba? Nếu mà của chồng tôi tại sao đó giờ tôi không có? Đúng rồi, cái này là của ông nè, chứ không phải là của tôi nha. Ê mọi người ơi, nói đúng rồi, nói anh không có làm gì hết trơn. Thiệt, ba người lận chứ đâu phải mình. Nhưng mà chú Vinh, đúng. Chú Vinh bao nhiêu lâu với cô lại rồi mà không có. Ủa nếu mà mọi người nghĩ tôi cũng có quyền nghĩ chú Bảy vậy. Trong lúc hai đứa tôi nằm xỉn, chú Bảy canh, chú Bảy mệt mỏi quá, chú Bảy mở cửa vào phòng của Tú, chú Bảy đi toilet, chú Bảy vô tình thấy, đúng không? Tao già rồi. Thôi bây giờ vậy, tôi đề nghị là ba nhà chúng ta hùng lại nuôi cho cô Tú đẻ. Cái gì? Đẻ xong rồi, mình đi thử wifi một cái là mình biết liền. Thử wifi rồi gì? Thử cái gì mà ra cha con đó? ADN. À, DNA gì đó là mình biết liền. Tao già gần 80 tuổi rồi, tao sợ hai đứa bay nhậu xỉn rồi chạy xe về để nguy hiểm. Tao mới ngồi tao canh lúc tao mệt quá, mở mắt ra là trời sáng. Lôi đầu hai này về chứ tao có nhậu đâu. Nhưng mà lúc chú dậy thì chú thấy ai nằm ngay cửa của cô Tú? Hai thằng đứa nằm cầu thang, đứa nằm cửa. Con nằm cầu thang đúng không? Đúng. Đúng rồi, con nằm cầu thang. Tú đâu có ngủ ở cầu thang. Cửa người ta. Không, cái tôi cái lúc đó là say quá rồi không biết cái gì hết đó vợ. Bây giờ sao? Là bữa đó ông về quê mà tại sao Dương Lầu ra ăn nhậu sáng đêm với hai người này? Nhưng mà con nói hồi nãy là cứ đẻ đi con nuôi mà. Không. Nãy là tôi nói xã giao thôi. Tại vì tôi sợ chú bỏ thì thất đức thiệt, nhưng mà bây giờ cái chuyện này là thiệt. Tôi không có để yên cho ông đâu, nghe chưa? Đây là ai hả? Tú. Đây là Tú, người Tú. Con gái tên Tú. Ủa, Tú nhưng không bị lú. Có Tú có bầu. Ủa, Tú. Không ngờ nó giống anh thiệt chứ. Ủa, mới nhìn cái bụng mà biết con giống cha luôn à. Tôi nghe cái mùi. Rồi sao rồi, ba anh giải quyết sao rồi? Ủa, thật sự ra là Tú à. Đó mình chỉ lỡ thôi mà. 3 tháng trước qua, hôm nay không sai không về, ta đến bên nhau dưới ánh đèn màu. Trời có luôn đó, hả ba? Có vậy luôn cha, hả ba? Chanh cha, lâm phải, tại, ra. Hôm bữa, hồi lúc đó ngồi ngay cái bàn thờ ông thần tài ông địa có cái đèn chớp chớp chứ đâu phải là đi vũ trường đâu. Mà 3 tháng luôn chị, không giải quyết cho em. Ôi, luôn chị. Cô Tú ơi, từ em hết tiền luôn rồi. Từ đi rồi giải quyết. Cô có biết ai không? Thì của cả ba người chơi mà, qua nhà tôi chơi. Trời ngủ lại luôn mà. Trời luôn hả? Ừ. Ba. Sao mà cô dễ dãi vậy? Thì kinh doanh mà mọi người, thì chiều khách chứ, vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi. Rồi có chơi có chịu chứ mắc gì bắt người ta đền. Ăn chơi phải trả tiền cho em chứ, trời, ở đâu mà của chùa vậy trời. Bây giờ là trả tiền là xong đúng không? Ăn bánh trả tiền thôi đúng chưa? Mắc gì bắt người ta chịu trách nhiệm. Thì đúng rồi. Thôi bây giờ cô Tú nói đi, cô Tú ra một cái giá đi. Bao nhiêu tiền? 8 triệu. Nè. Gì có 8 triệu vậy? Đây nè. Chơi cái gì mà chơi tới 8 triệu? 8 triệu đó, ăn chơi 8 triệu. Chơi sườn non ram, cơm chiên dương châu. Tụi tôi chơi cơm chiên dương châu hồi nào? Rau muống luộc. Sao có cà phá mắm tôm túi ở trong này? 8 triệu 3 tháng rồi chị, chưa tính tiền lãi luôn đó. Ủa cái này là cái bill đồ ăn mà. Ừ chứ mấy chị nghĩ vậy. Ủa còn cái thai trong 3 tháng. Thì cái thai tôi 3 tháng nhưng có đâu liên quan gì. Trời, nhìn tôi vậy dễ dãi à. Xin lỗi nha, hết cơ nha. Của ai cô? Con của chồng tôi chứ có ai trời. Sao nãy cô mới vô đây cái cô kêu là của chị ba người này. Trời ơi, vậy mà ông nói là được hết. Tôi phải có tiền mua tả, mua sữa, đi khám thai nữa chị. Trời ơi. À, nhớ rồi. Hôm bữa là qua quán Tú nhậu rồi mới đầu xỉn quá, Tú mới có một cái căn chung cư đối diện quán, mới tôi dắt hai này qua bánh ngủ. Sao chú quên cái dữ liệu đó mà bác không vậy? Nhớ gì luôn á. Trời ơi, tại nãy tôi coi Tú nói sao mà ông vô ông nói là tôi với Tú này kia nọ xong mới ra cái thai. Trời, con này con tôi, trời cái miệng ông này là tôi không nói gì. Không phải, tại vì Tú qua đây Tú nói là Tú có bầu 3 tháng
mà ba mình giải quyết, mà giờ tôi đâu giải quyết được, con tôi lớn rồi tôi giải quyết nó coi tôi ra cái gì, cho nên là tôi thấy chú không có con nên tôi đẩy qua cho chú. Trời ơi trời, anh sống vậy mà anh sống được hả? Anh làm mém chút xíu gia đình tôi tan nát anh thấy không? À, không ngờ thằng này sống còn được hơn, đẩy qua cho ông 7 triệu hết. Thôi rồi túm lại, giờ mình túm lại nè, rồi cái tiền này ai giải quyết? Nói chung cái tiền này á, lỗi gì là của ba con hết á. Nè ba trả không, cho không, ba lỗi đi. Là của ba, của Ngân. Tại ba lớn nhất, ba đi ăn nhậu rồi ba không biết đường về. Ba để cho mọi người như vậy đó. Cái bill đi. Trả đi. Thưa bác tôi, tôi trả. Lỗi của ông á, tại vì ông ăn gian nói dối. Ông nói với tôi là ông về quê, cuối cùng ông đi ăn đi nhậu. Bây giờ lòi ra cái cớ sự vậy mà ông nói gì nữa. Không nói vậy thì bà đâu cho tôi đi chơi với là chú Bảy à, hơn là không có bầu thì có bầu thiệt. Ông ăn nói với tôi làm sao? Hả? Từ nay giờ sao chú tập ăn nhậu cái chưa? Trước tiên là chú xin lỗi Tú nè. Tại bữa đó chú không có uống, chú canh hay nó mà chú mệt chú thiếp đi. Chú cứ tưởng tụi nó thanh toán xong hết rồi. Dạ. Chứ đâu biết mà nhậu gì mà 8 triệu bạc mà quán bình dân đó. Có nghĩa là uống rất dữ cho nên mới nằm cầu thang không biết gì. Từ nay về sao bớt nhậu lại. Dạ. Ta không đâu phải cha tụi bay đâu, chung sớm thôi mà. Đâu tức canh tụi bay hoài được. Rồi làm phiền tới gia đình ta, rồi xảy ra chuyện hiểu lầm này nọ kia. Hên là có chuyện hiểu lầm này bây giờ mình giải quyết xong rồi. Để hiểu lầm nữa được, rồi bắt đầu gia đình tan nát. Không ngờ thiệt hai ông đàn ông vậy mà đi đổ thừa cho ông già. Tội lỗi. Không có đổ thừa đâu. Thôi bây giờ vậy, con về đi. Rồi chú sẽ kêu hai anh này nó gom tiền lại nó chuyển qua tài khoản cho con. Chứ đừng đi tới lui nữa. Dạ. Để thằng chồng nó cũng quạo lên, nó tới nó quánh hai này nó mệt. Chuyển khoản tính lãi ngân hàng luôn nha chú rồi, nha. Biết rồi, ơi. Con về nha. Chia ra chứ hả? Anh ấy, chia ra chứ. Anh em mình chơi súng với có nhau mà. Hả? Trong cái xóm này, từ đây về sau, cấm nhậu tiền đó. Đúng. Dạ đó. Tự làm thì tự chịu, chúng không có xịn sẽ bỏ nhậu. À, bà lấy cho tôi tiền đó đi. Bỏ này cũng được đi. Trời ơi bà ơi. Nè, cho tôi cái tiền tôi trả cái việc. Mày vui lắm nha. Mày vui lắm hả, tao mày chú rồi, mày vui lắm hả. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ trong phần cuối cùng của chương trình Bảy Nụ Cười Sơn. Đời bị phạt, ai là người phạt trước? Anh Vinh. Vinh, anh có tóc đẹp vậy? À, em mới mọc tóc. Go. Ghê quá à. Đừng, 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 đừng. Đừng, 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 đừng. Đừng, 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 lại đây. Yeah. Trời ơi. Đi đi, Luật ơi. Trời ơi, Vinh hết rồi. Bỏ tay xuống. Bỏ tay xuống. Thôi rồi xong. Cười dữ lắm. Cười dữ lắm. Trời ơi. Em ơi coi chừng. Hot girl cái này. Tôi kéo cho em. Hai người nhanh thì còn nhanh nha. Như vậy là thực ra thì cái hình phạt đấy cũng chưa gì là khủng khiếp không, đúng không? Bị cũng vừa luôn. Tầm thôi. Dạ đúng rồi. Thưa quý vị, đây là một lần hiếm hoi đội có Lan Ngọc lại chiến thắng. Và ngày hôm nay Minh Tú đã chơi rất là nhiệt tình. Té lên té xuống mà bé vẫn chơi. Máu lửa chơi sao mà thân tàn ma dại vậy mấy đứa. Buồn. Tại vì dạ đó. Chơi. Chơi. Hôm nay tự nhiên chị Minh đội bên kia làm gì bình thường á. Không phải mình
không được ăn gian nữa. Lẽ ra là anh thắng rồi. Mình phải hướng thiện thôi. Mà chơi vậy là cũng vui rồi, mà là nhiều tiếng cười là vui rồi. Quý vị khán giả vui, quý vị khán giả vỗ tay là mình hạnh phúc rồi. Cảm ơn Minh Tú hôm nay đã xuất hiện. Cảm ơn anh, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả khán giả và chương trình. Cảm ơn Minh Tú rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã mang lại nhiều tiếng cười. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai tuần trên HTV7. Xin chào, hẹn gặp lại tuần sau. Gia đình tôi. Ôi, cũng vậy.